Ok, rồi chào anh em, hai anh em trong lớp Rastafari ha. Một bạn thì chuẩn bị kết thúc khóa học rồi, một bạn thì mới đi được nửa chặng đường. Rồi, thì chỉ với những dòng code đơn giản này thôi thì mình sẽ vẽ được thép cho cái máy vòm kiểu Ấn Độ này. Thì cái máy vòm kiểu Ấn Độ này nó cũng giống như vẽ thép cho cái cách kiểu người tuyết hay là vẽ cây thông Noel hay là vẽ thép cho những cái đó. Nói chung mình sẽ hướng tới cái cách đó là vẽ tự do, vẽ cho bất kỳ cấu kiện nào cũng được. Đó. Đó, rồi. Đó, thì về mặt cơ bản thì mình đã vẽ những thép của những cái máy này. À, đây, thép tròn này, thép mình là với 3 điểm này. Đó, rồi thép cong này. Ok mà. Rồi. Sau đó thống kê thôi. Ok. Xuất bản thống kê ra. À, sorry ha. Ở đây mình chưa đánh số mà lấy gì thống kê. Hết sức đơn giản đúng không? À, nói chung cố gắng anh em cố gắng luyện, mình sẽ luyện cái cách và hay hướng tới vẽ được cái tự do, có nghĩa là vẽ bất kỳ hình thù nào, hình dạng nào mình cũng vẽ thép được. Đúng không? Có nghĩa là mình lúc đó mình sẽ kiểm soát tốt phần các phần như là vector và mặt phẳng, thì lúc đó mình sẽ làm được hết những cái này thôi. Nói chung nhìn đây cũng hơi xíu rồi, cũng cỡ tầm mất 15 phút là xong cái này cho mất. Ok, rồi anh em trong lớp cố gắng nha, làm rồi gửi bài tập cho mình ha. Rồi, chào anh em.